Xin chào tất cả mọi người, mình là SC và xin chào các anh các chị. Sawadee krap. Thẩm từ bên Thái về lần á anh. Ở vậy? Ở bên Thái về. À, tại sao tụi em đến với Chí Lực Sánh Đôi là tại vì Ngọc được mời tham gia chương trình này. Thì Ngọc là Chí Lực rồi, còn em là Sánh Đôi thôi em. Chỉ Sánh Đôi vậy thôi, còn là Chí Lực Sánh Đôi. Chỉ đi chơi chung thôi, chứ còn em là quy tụ từ trí tuệ cho đến sức lực. Có vẻ năng động nè, hợp nè. Tụi mình hợp với nhau không? Dạ, bắn tim, bắn tim. Tôi chọn đội Sam La. Bởi vì không còn đội nào để chọn nữa, lên đây đi Thuận, lên đây. 1, 2, 3. Yeah. Thấy chưa, thấy ghê chưa? 2, 3. Trí Lực Sánh Đôi, không biết có nào trí nào lực. Cuộc chơi như thế nào chúng ta chưa biết được quý vị. Trước khi cuộc chơi để chúng tôi bàn khoảng chừng vài phút, quý vị nghỉ giải lao chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tham gia trò chơi quý vị nhé. Sau khi em thử cái xà đơn này thì em thấy là nó khá là đơn giản, cho nên là em dành cho Phát Na. Bắt đầu. Đu 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 là bao nhiêu? 7, 8. Nhanh lên. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Trí Lực Sánh Đôi Body and Brain. Thưa quý vị, đây là vòng chơi đầu tiên được mang tên Trang Bị. Hai đội chơi chú ý nha, chúng ta sẽ phân ra ai thi về trí, ai thi về lực. Nhưng cái điều quan trọng nè, nếu các bạn ở vòng chơi đầu tiên các bạn thua thì các bạn bắt buộc phải đổi người chơi ở lực thứ hai. Thành ra mình phải tính toán cho nó kỹ nha. Thử thách thể lực đầu tiên mang tên đôi tay lực lưỡng. Tại đây, người thể lực phải dùng tay đu lên xà đơn trong thời gian lâu nhất có thể để người trí tuệ có thời gian trả lời thật nhiều câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng, cặp đôi sẽ nhận được 10 điểm tương ứng với 500.000 đồng giá trị tiền thưởng. Thời gian thử thách sẽ kết thúc khi người đu xà đơn không thể tiếp tục đu được nữa. Vì thế, người thể lực hãy cố gắng nha. Bây giờ theo ban cố vấn thì chúng ta sẽ chọn ai là lực, ai là trí. ST với thân hình em yếu xìu à. Em mới là người lên trên đó đó. Dạ, bây giờ lên thử liền một cái cho chứng minh liền. Thôi, luôn thử ơi. Em thử một cái cho mọi người coi luôn đó. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đó, tới đó thôi đó hai em. Mà có hít lên được không? Có hít lên được không? Hay chưa? Rồi, rồi em đứng yên đi em. Hai ba, ngồi nhìn chiếc lá rơi cõi nguồn, lá rơi, lá rơi, lá. Sau khi em thử cái xà đơn này thì em thấy là nó khá là đơn giản, cho nên là em dành cho Phát La. Bây giờ Phát La là thi lực đúng không? Rồi Sam chuẩn bị đứng đây, nghe cho kỹ tôi đọc nha. Thời gian bắt đầu. Đu câu số 1 trong truyện Thánh Giống, đến năm mấy tuổi mới biết nói? 3 tuổi. Chính xác. Kangaroo giữ thăng bằng bằng gì? Đuôi. Đúng rồi. Vợ David Khâm là cụ thành viên của nhóm nhạc nào? À, Spice Girl. Chính xác. Trong lời bài hát Cô Gái Đến Từ Hôm Qua có tất cả bao nhiêu cụm từ Cô Gái Đến Từ Hôm Qua? Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Không biết. Bản gốc của phim Tháng Năm Rực Rỡ là gì? Sydney. Rồi, chính xác. Rồi 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 là bao nhiêu? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8. Vậy cân bậc 2 của 36 là bao nhiêu? 6. Chính xác. Con gì mưa mưa hôm nay mai mới ướt? Con gì mưa hôm nay mai mới ướt? Con rùa. Chính xác, con rùa. Rồi, vịt xiên với vịt trời con nào biết bơi? Con nào cũng biết bơi hết. Chính xác. Nhanh lên. Rồi. Nhanh lên.
Răng có mấy chân? Răng có mấy chân? Hả? Răng có mấy chân? Không có chân. Rồi, chính xác luôn. Như vậy sau một thời kỳ khá dài, Sam đã trả lời được 8 câu hỏi tương đương với 4 triệu đồng. Chúc mừng. Bây giờ tới đội số 2, Etty và Ninh Dương Lan Ngọc. 3, 2, 1, bắt đầu thời gian. Trong truyện Tấm Cám, dì ghẻ hứa tặng thứ gì cho người bắt được cá nhiều hơn? Tặng yếm đào. Chính xác. Trái đất quay hết một vòng mặt trời mất bao nhiêu lâu? 1 năm. Đúng rồi. Tim người có mấy ngăn? 4 ngăn. Rồi, điệp viên 007 tên là gì? James Bond. Chính xác. Trong lời bài hát Bao giờ lấy chồng, tại sao cô gái chưa lấy chồng? Tại thế. Không phải, tại vì không muốn. Trong phim hoạt hình Aladdin và cây đèn thần thì thần đèn màu gì? Đèn màu xanh. Chính xác. 22 x 11 bằng mấy? 22 x 11 144. 144. Không phải, 242. 242. Số tận cùng của chữ số bi là số mấy? Không có, không có, không có. Chính xác, không có số tận cùng. Trong truyện Thánh Giống thì roi sắt gậy thánh giống nhổ bùa tre, vậy bùa tre đó ở đâu? Bùa tre đó ở trên đường. Đúng đang rồi, chính xác, trên đường. Trong một năm có bao nhiêu tháng 31 ngày? Có bao nhiêu tháng 31 ngày ạ? 6 tháng. Sai, 7 tháng. Đội STV Ninh Dương Lan Ngọc đã hoàn thành được 7 câu tương đương với 3.500.000 đồng. Chúc mừng. Còn câu đứa khác không được không? Yeah. Thưa quý vị, còn điều gì sẽ xảy ra tiếp tục nữa? Chúng ta nghỉ giải lao một vài phút nha. Chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Vô. Nơi khô nhất ở trái đất là ở đâu? Nam cực, Nam cực, Nam cực. Nam cực. Khoảng cách giữa hai người cách nhau một vòng trái đất là bao nhiêu?